Ngày 27 tháng 2, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh có buổi tiếp và làm việc với đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao. Tại buổi tiếp, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cho biết, trong năm 2023, tỉnh Trà Vinh đạt tăng trưởng GRDP 8,25% và đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Riêng ngành tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ đơn thư khiếu nại tố cáo đã giảm nhiều so với năm 2022. Đặc biệt, có 43 trên 50 vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài nhiều năm liền đã được tỉnh giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân đây, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị tòa án nhân dân tối cao quan tâm hỗ trợ xây dựng mở rộng diện tích trụ sở cơ quan tòa án tỉnh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ngành trong thời gian tới phát biểu với lãnh đạo tỉnh đồng chí nguyễn trí tuệ Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Trà Vinh đạt được trong năm 2023 và đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tòa án các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ cũng đề nghị tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.